Khi dạy những điều này xong, Đức Chúa Giêsu rời miền Galilê đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Đoàn người rất đông đi theo Ngài. Tại đó Ngài chữa lành bệnh cho họ. Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng: một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Ngài đáp: các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu Đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ và phán: vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Họ lại hỏi Ngài: nếu vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn rồi bỏ vợ? Ngài đáp: vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép ly dị vợ, nhưng từ lúc ban đầu không có như vậy. Còn ta nói với các ngươi, thấy người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Các môn đồ thưa rằng: nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn. Nhưng Ngài đáp: không phải ai cũng có thể nhận được lời này đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi. Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh, có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời này, hãy nhận đi. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ quở trách họ. Đức Chúa Giêsu phán: hãy để các con trẻ đến với ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Ngài đặt tay trên các cháu rồi rời khỏi nơi đó. Lúc ấy có một người đến hỏi Ngài: thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp: sao ngươi hỏi ta về điều lành? Chỉ có một đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn. Người ấy hỏi: những điều răn nào? Đức Chúa Giêsu đáp: ngươi chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình. Người thanh niên ấy thưa: tôi đã vâng giữ tất cả những điều này, tôi còn thiếu điều gì không? Đức Chúa Giêsu đáp: nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời. Rồi hãy đến theo ta. Khi nghe lời này, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ: thật ta bảo các con, người giàu vào thiên đàng quả là khó. Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. Các môn đồ nghe điều này thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng: vậy thì ai có thể được cứu? Đức Chúa Giêsu nhìn họ và phán: loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Phi-e-rơ thưa rằng: thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy thì chúng con sẽ được gì? Đức Chúa Giêsu đáp: thật ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi con người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các con là những người đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngai để xét đoán 12 bộ tộc Israel. Bất cứ người nào vì danh ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống đời đời. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu.